Hello, xin chào đồng chí, anh chị, có bạn thân mến của Lệ Minh. Trên cái không gian mạng này nó cũng có những cái làm cho mình bị lôi cuốn. Thì nói chung là mình chỉ like, chia sẻ, thấy cái gì mình thấy sao mình nói vậy thôi. Còn ai đồng ý hay không thì cũng rất là khó. Lệ Minh lên trên này cũng không phải là để hài lòng bất cứ mọi người hết. Là cái lối sống của mình, mình ghét cái sự giả dối. Tôi rất là ghét cái sự giả dối. Không biết sắp kỳ gì, ai nói cái gì mà nó, hay là cuộc sống nó có những cái gì mà nó chướng tai gai mắt, nó làm cho mình khó chịu, thì mình hay chia sẻ và nói thôi. Thì khi mình nói thật quá thì nó cũng mất lòng. Nhưng mà thà là như vậy hơn, chuyện các bạn ơi. Chứ cuộc sống bây giờ mà mình cứ bưng bít, rồi phải nịnh bợ nhau, rồi hót nhau, rồi cuối cùng thì nó cũng không ra gì hết. Cho nên cuộc sống mình cần phải thực tế thôi. Tôi thấy như vậy. Tại vì từ khi cái drama của CEO Nguyễn Phương Hằng mới xảy ra, thì những cái câu nói, những cái phát biểu của tôi đó, thì có những người khác họ chụp mũ. Chứ hồi lúc trước tôi chia sẻ, tôi nói là luật rừng ở Việt Nam, rồi luật Mỹ và cái cách này nọ, tôi nói nhiều lắm, tôi nói hoài rồi, có ai bắt bẻ đâu. Mà bây giờ các bạn thấy sao cái vụ drama của CEO Nguyễn Phương Hằng á, thì bây giờ lại Minh mà chia sẻ cái gì á cũng rất là dễ bị bắt bẻ. Thì mình không thể nào làm vừa ý hết được đâu, cái cuộc sống mà các bạn. Chứ rồi những cái câu chuyện xã hội mà ở bên Mỹ mình chia sẻ về vấn đề luật pháp của Mỹ, có người bảo là nói là thằng Lê Minh nói luật pháp Mỹ ok, luật pháp Mỹ mà không phải là ok, nó hơi bị ghê luôn á. Thì nói anh chị các bạn biết, luật pháp của thằng Mỹ là nó rất là hà khắc và nó rất là khắc nghiệt, nó bởi vậy nó mới trị được cái dân Mỹ. Nếu đó mà nó ok là chỉ có Việt Nam thôi. Chỉ có Việt Nam chơi luật mới là ok. Việt Nam mà cứ là quen biết nhau chút là anh bỏ qua cho em đi, chạy xe mà quá tốc độ hay gì, có chuyện gì anh ơi nè, anh công an ơi, hay là này nọ, chính quyền ơi, bỏ qua cho em, tha cho em đi, em thế này nọ. Cả luật Việt Nam mình, cái cách hành xử các bạn biết không, nó không phải như Mỹ. Ở Mỹ là nó không có chuyện luật, nó không phải, nó không có gọi là ok, nó đập là đập ma tí nhìn không ra. Cho nên cái thằng mà Ngô Hải, cái thằng mà sĩ quan mà nó bị đuổi ra khỏi ngành á, cái thằng mất dạy này nó rất là tiểu nhân. Các bạn biết nó tiểu nhân, nó bị ổi, nó con người của nó. Mấy thằng này mà nó bởi vậy mai là nhà nước sa thải nó sớm, chứ để nó làm trong, các bạn biết, quân ngũ á, nó là một cái nguy hại cho đất nước. Bởi vì các bạn biết tại sao Việt Nam mình ngày hôm nay đảng và nhà nước huấn luyện những cái người cán bộ sau này chính quy rất là giỏi. Những cái mà bộ đội sau này cũng vậy nữa, được đưa vào trong chính quy huấn luyện bài bản, trình độ học vấn và tụi nó rất là giỏi. Chứ không phải như cái thằng mất dạy Ngô Hải, ai nó cũng chửi, ai mà nói Lại Minh hay gì là nó chửi người ta, nó không cần biết không là ai hết trơn á. Cái con người của nó tồi tệ. Bởi vì nhiều khi mình thấy quê hương đất nước mà mình thương, anh chị các bạn, mình thương cái quê hương đất nước của mình là gì, nó còn nhiều cái loạn lạc trong cái xã hội. Mỹ nó có cái loạn của nó, Việt Nam nó cũng có cái loạn của nó. Tôi nói anh chị các bạn biết, luật pháp Mỹ tuy nó rất là răng đe, nhưng mà nó loạn về những cái sự việc khác. Mới đây, mới hồi nãy nó mới bắn giết nhau bên Cali nữa đó, chết người. Mới hôm qua nó quất chết đâu 10 mạng. Các bạn thấy, tại vì cái thời kỳ công nghệ 4.0, 5.0 này mà, con người ta nó khủng khiếp lắm, hồn ai nó giữ. Người nào mà hiểu biết được pháp luật thì người ta giữ, còn người nào mà họ thao túng được pháp luật thì họ cứ thao túng thôi, chỉ có vậy thôi. Nhưng cái thằng Ngô Hải này, cái thằng này, trời đất ơi, tôi nói cái thằng này thì coi như là hết thuốc chữa rồi. Tôi mà phát biểu cái kiểu cách gì là nó đeo theo sau đít tôi á, tôi đeo theo sau đít.
thằng Việt Kiều Lê Minh nó thế này nó thế nọ, trời ơi nó ở bên Mỹ kia này hay kia, thằng Việt Kiều Lê Minh ơi giàu lắm anh chị các bạn ơi, ở đâu nó cũng có nan đề, người ta nói ở đâu nó cũng có thằng khùng thằng điên là nó như vậy đó. Bởi vì những cái mà thành phần mà sau này bị lội ra khỏi ngành cũng vậy, các bạn thấy những cái sự yếu kém về học kiến thức mà mình nói thì nó không chịu, nó không chịu đấy, nó lại cố chấp, nhất là sau khi cái vụ mà cái drama CEO Nguyễn Phương Hằng anh chị các bạn biết, bắt đầu cái xã hội Việt Nam nó biến tướng, nó biến tướng cái gì, con người ta bắt đầu bày đàn, họ sống bày đàn, họ sống phe phái bày đàn, họ hùa nhau và họ không cần biết cái đạo lý cái con người, hay là họ không cần biết cái sự nhân văn và cái luật pháp là cái gì cả, họ cứ nói theo cái chiều hướng của họ, số đông của họ, họ dùng cái số đông của họ là họ thắng, nó biến tướng. Đó là một cái điều mà Lợi Minh chia sẻ. Nan đề của xã hội thì ở đâu nó cũng có. Xã hội nào trên thế giới bây giờ nó cũng không có một đất nước, một quốc gia nào mà nó không loạn cả. Không có xã hội nào mà nó không có loạn cả. Nó không loạn kiểu này thì nó cũng loạn kiểu khác. Mà thành ra tôi thì con người của tôi sống thật, nói thật, mình chia sẻ. Rất nhiều người inbox và gọi nói là Lợi Minh, ngay cả người thân của tôi sợ run cầm cập, nó mày trời ơi mày đừng có làm như vậy, mày làm như vậy rồi mà làm sao mày về Việt Nam. Chàng ơi, tôi thấy tôi có làm gì sai đâu cả, luật pháp thì mình chia sẻ để người dân, để những người khác người ta hiểu được luật pháp, mà mình chia sẻ một số những cái mặt trái để mình ý thức được trong cái cuộc sống, trong cái xã hội, trong cái cộng đồng, chứ không phải mình chia sẻ ra trời ơi thằng Lợi Minh nó chở cờ, bây giờ nó quay qua nó chửi Việt Nam, nó chửi Mỹ. Bởi vì tôi nói chị các bạn biết, cái không gian mạng này nhiều khi giống như mình làm dâu trăm họ vậy, nó gian chung lắm. Tôi đấu tranh mấy chục năm nay rồi tôi biết mà, ngày xưa ở trên ở ngoài Thao Thoát về hưu cũng vậy, cũng từng những người gọi là anh em đồng chí rồi, nào là diễn đàn thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, rồi diễn đàn Bác và Đảng. Nó vô mình vào là bắt đầu mình thấy nó lộn xộn xà ngầu, là bắt đầu mình nói ra là nó gượt nó dí mình chạy bất dép luôn. Thật ra cái thời buổi bây giờ công nghệ nó rất là nhạy bén, thì những gì tôi thấy tôi chia sẻ ra chứ các bạn, luật pháp đồ ở Mỹ về nói Phật, tôi phải nói là luật pháp của thằng Mỹ nó rất là khắt khe. Tôi nói anh chị các bạn, từ nếu các bạn cất mất một cái ngôi nhà hay làm cái hàng rào, nó phải có một cái luật pháp của nó rõ ràng cả đó. Các bạn thấy cái cột đèn, cái đèn đường, cái đèn xanh đèn đỏ và mọi thứ nó đều có một cái luật của nó, chứ không phải ở Việt Nam đâu. Tôi về bển tôi sống hồi tôi ở ngoài Bảo Lộc cũng vậy nữa, dân mình chơi lực rừng còn gơi nữa. Miếng đất của tôi á, tôi biết là sẽ giải tỏa cái dự án cái con đường vành đai của quốc lộ 20, tôi biết tôi chừa vô 3 mét hay mà tôi cái thằng hàng xóm nó thu tóm 3 mét đó, mà nó ăn nhậu với cái mấy cái tụi đo đất để đặng mà nó lấy nó đền, còn tôi nói nó đất của tôi mà, nó còn hăm dọa nó chửi mình, nó đòi đánh mình nữa đấy, mình trồng cây đồ lên nó bứng nó dục mà ghê. Cho nên những cái vấn đề mà luật pháp được ác hay xã hội bây giờ nó khó nói lắm. Các bạn thấy một cái con đường như vậy nha, cái con đường lộ như vậy đó, khi mà anh cất cái nhà rồi bên Mỹ đó, là anh phải thục vô 20 mét. Nếu mà miếng đất anh chia ra nó gọi là easement, là anh phải dự trù 20 feet, anh phải thục vô setback, có nghĩa là anh phải thục vô để sau này chính phủ làm đường, chứ không phải là anh có miếng đất vuông dứt, tôi nói vuông dứt 100 by 100 đi, 100 là 100 đi, là anh cất anh cầm hàng rào hết đâu có được. No,
anh phải cái luật của nó là anh phải xin phép. À, anh cầm cái cây cái gì cái bản hiệu, ngay cả những thành phần mà chấp cộng ở hải ngoại tụi nó treo những cái lá cờ Việt Nam ở những cái khu mà thương mại, những cái khu mà gọi là kinh doanh cũng vậy anh chị các bạn, không phải muốn treo là treo đâu, phải xin phép. Xin phép và treo được bao nhiêu ngày, à, thường thường 30 ngày hoặc 90 ngày tùy theo cái luật của mỗi cái thành phố nữa. Như tôi nói anh chị các bạn, ở bên luật ở tại ở bên mà Texas đó, luật có bên Texas đó nha, nó ra nó ban hành ra đó, chỉ cần mà tôi mà tôi gửi cái người bạn hay cái người hàng xóm đó một cái tấm hình mà lõ lồ á, lõ thân á, mà nó có tính cách khiêu dâm á, là cũng bị phạt. Bạn thấy luật á, các bạn thấy một con đường như vậy á, là ông chính phủ đường này đất ngày xưa là dân nó mua rồi, khi mà ông chính phủ ông khai thác ra đó là ông bắt những cái người mà xây nhà xây cửa là phải thục vô hết. Đó là những cái miếng đất này là thuộc về chính phủ hết, chứ không phải thuộc về của dân nữa. Nhưng mà ở Việt Nam thì lại khác, trước mặt nhà mặt tiền của tôi là của tôi. À, một ông chính phủ ông kêu thục vô, nhiều khi mình còn lấn ổng nữa, nhiều khi dân mình còn lấn ổng nữa. Tôi nói với các bạn sợ lắm, nó chơi nhiều cái luật mà mình thấy mình còn ấn chờ đậu mà. Tôi nói tôi về Việt Nam thì tôi đụng chạm với luật pháp Việt Nam, cho nên tôi hiểu các bạn. Tám đứa nó quýnh một mình tôi mà mình bị phạt, mình bị bắt ra mình cãi không được. Các bạn biết mình cãi không được, mình cãi nó nói tại vì mày là Việt Kiều, nó nói mình là Việt Kiều, mình về mình quậy chịu thua luôn. Mình cãi nó nói nếu mà mình cãi nó, tụi nó sẽ bắt mình, nó sẽ bắt mình phạt nặng hơn nữa. Mẹ khiếp thôi, ok tôi đóng phạt, tôi đánh phạt 950 ngàn cho xong vô rồi. Vàng hơi nhiều cái nó gian chung lắm, cho nên mình nói nó đều có những cái lý do, chứ không phải là lên trên này rồi mạng rồi sáng nắng chiều mưa, bữa nay theo bác theo đảng, ngày mai bắt đầu vui xin tạc. Con người của tôi không bao giờ xin tạc, tôi sống không bao giờ xin tạc. Có nhiều người chụp mũ nói tôi là chở cờ rồi chửi Mỹ, bây giờ chửi Việt Nam, tôi chẳng bao giờ chửi thằng Mỹ cả. Tôi chỉ nói lên những cái mặt trái của xã hội Mỹ. Và ở Việt Nam hiện nay, bởi vì từ khi mà có cái vụ drama của CEO Nguyễn Phương Hằng, bắt đầu con người ta họ thay đổi, nó biến tướng rất nhiều trong cái mô hình xã hội hiện nay. Cái nhìn con người ta họ bắt đầu bày đè với nhau, họ hù vào nhau, chỉ làm sao mà để tiêu diệt lẫn nhau thôi. Khủng khiếp cái mô hình xã hội Việt Nam. Cho nên cái con người của tôi chia sẻ sự thật thôi. Cho nên các bạn thông cảm, không phải là tôi không nghe lời các bạn góp ý, tôi rất là chân thành cảm ơn, cũng như anh Cảnh, anh Nguyễn Hữu Cảnh và một số anh chị các bạn cũng có những cái thành ý là bào chữa cho Lệ Minh. Lệ Minh rất là cảm động, Lệ Minh phải nói là rất là cảm động khi có những người anh em, tuy rằng mình không có giao tiếp nhiều trên Facebook hay là ngoài đời chưa gặp, nhưng mà cũng có những người anh em như Lâm Đại rồi, anh Lâm Đại rồi, một số các bạn có những cái tấm lòng với Lệ Minh, sợ Lệ Minh bị người ta gài bẫy, hay là những cái lời nói của Lệ Minh nó chưa có phù hợp ở Việt Nam đó, nhắc nhở thì Lệ Minh phải nói rất là cảm động, rất là cảm ơn những cái tình người như vậy, rất là trân trọng. Tôi lên đây tôi không bao giờ có cái chủ trương là số đông, miễn sao mình chia sẻ cái gì mình thấy ở ngoài đời và mình chia sẻ rồi. Tôi công việc của tôi thì tôi đi đây đi đó rất là nhiều, tôi thấy cái gì thì tôi chia sẻ với đó. Ở Việt Nam cũng vậy, tại hồi đó nó chưa có cái drama của CEO Nguyễn Phương Hằng thì mình chia sẻ những cái câu chuyện nó cũng lòng vòng, nhiều khi nó cũng nói về mô hình xã hội Việt Nam, những cái luật này luật nọ, tôi cũng nói những cái chữ hồi ngày xưa thì không có bị gọi là bắt bẻ hay là đấu tố này nọ, nhưng mà lại bây giờ thì nó lại biến tướng, bởi vì người ta sống bầy đàn với nhau, họ chỉ biết hùa theo một cái nhóm số đông nào đó, chứ họ không có nhìn thấy
cái gì nó đúng sai, tôi thì chỉ nhìn về pháp luật thôi. Ngay cả nhiều người nói tôi ủng hộ bà Hằng hay là tôi bên Nhật Bản, nếu mà nhìn lại tất cả những bài tôi chia sẻ, tôi chỉ nói đến vấn đề pháp luật, tôi chỉ đưa ra vấn đề pháp luật mình cần phải thực thi và thượng tôn nó như thế nào. Con người ta ai cũng có những cái sai, bà Hằng cũng có cái sai, ai cũng có cái sai, nhưng mà tôi chia sẻ phân tích về vấn đề pháp luật thực thi và nó như thế nào, làm sao cho nó ổn thỏa, chứ không phải dùng cái số đông để đằng mà ép một người nào đó, nó gây ra một cái sự bất công trong xã hội và người ta sẽ dìm pha. Tức là Việt Nam mình hiện nay đang phát đổi mới và phát triển và vươn ra với tầm quốc tế để mình cùng sánh vai với lại những các cường quốc Nam Châu. Mình cần phải có những cái nhìn nó nhân văn và nó hiểu biết hơn, chứ không phải cái gối ghém, không phải cái lòng vòng lẩn quẩn quanh quanh cái dòng xoáy của những cái mà scandal, vấn nạn của xã hội. Thôi thì mình ngừng lại đây. Mình nói cũng hơi nhiều. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye. Ê, từng này có mấy đứa bạn nó rủ đi câu nha. Lần này có lẽ mình treo cờ, mình đi câu, mình treo cờ lên, mình bay phấp phới nha. Bây giờ mình đi mua cái bình điện để đằng mình gắn vô chiếc tàu, không là để nó hết bệnh rồi. Bye bye.